Cơm sách rồi. Cái bẫy. Bây giờ mới được live stream. Giờ được live. Từ đây về. Đang live à? Bây giờ mới bắt đầu bật live mà. Ok. Để về để giao dịch. Em ơi, ba cái đấy bao nhiêu em? Báo anh với. Alo. Cái em mới đăng đấy, bao nhiêu em? Nhiều quá. Hả? Mày uống nhiều. Mày đi ra anh mày. Mày đi ra anh không bao giờ. Hello cả nhà. Em chào cả nhà. Đây là lái xe của em nhá. Đây, lái xe của em đây, xách đồ đây nhá cả nhà nhá. Đây của em, Thái Huy đệ em. À quên, lái xe của em. Đây, anh ngồi đấy nhá. Đây, chào anh. Hello, em chào 40 anh chị em. Không phải live stream chứ, vì hôm nay về để giao dịch với bạn Nguyễn Thanh Tùng. Đầu hói dễ thương. Đẹp trai. Đẹp trái thì thôi. Đẹp mẹ giờ ai cần đẹp trai nữa, đầu hói lắm tiền dễ thương mẹ người chiều người yêu. Giờ đẹp trai mà không có tiền thì vẫn đi hết. Đấy, dạ. Ủa tôi không có tiền là hầu thơm vẫn yêu thơm mà. Ơi trời, đấy là vợ bạn chứ còn người yêu không phải yêu bạn. Nha. Đấy, dạ. Bây giờ là về vườn bạn Thanh Tùng để giao dịch lô Bảo Duy. Nha. Chào em trai Tô Minh Tuệ, em chào 50 anh chị em. Nhưng mà chả hiểu tại sao bạn Tùng ơi. Bạn cho tôi mượn cái máy của bạn, bạn vào Facebook của tôi để tôi đọc comment cái. Vì máy của tôi không hiểu sao mấy ngày nay nó cứ bị hiểu sao không. Không hiểu sao nó không lên comment. Chào em trai Nghĩa Luật, chào Hoàng Sâm, chào cậu Phan Tiến. Hello cả nhà mình ạ. Em chào 50 anh chị em. Đây bạn em, bạn cho tôi mượn máy của bạn nha. Để chào anh em cái, không anh em mắng mình đại quá. Chào Nghĩa Luật nhá. Chào Trịnh Văn Hùng. Hello. Chào em Giai Chính Trương. Đấy. Em Chính xin hôm qua anh có rủ Chính Trương vào mà Chính Trương chưa vào được. Ok. Thôi anh em mình thì cứ để cho nó thuận theo tự nhiên đi đúng không? Đúng không bạn Tùng? Thuận tự nhiên thôi. Cứ để thuận theo tự nhiên đi. Cảm ơn chị Văn Hùng. Vấn đề là anh em có con giống và sau đó anh em chăm cây và nhân giống được. Chào em trai Nguyễn Văn Hiệp. Em Phong Cảnh Ca bảo là cho em gửi lời hỏi thăm đến anh Tùng đẹp trai dễ thương. Ok. Ok, cảm ơn Phong Cảnh Ca. Đấy, em Xin Blue thì cũng chào anh Thanh Tùng đấy nhá. Phải nói rằng là anh Thanh Tùng rất được nhiều anh chị em yêu lan rất là quý mến nhá. Đây này. Nhìn như này là biết này. Đấy. Anh Tùng lại giận em rồi đấy. Chính Dương bảo thế. Ok, chào Tuyên Phạm. Kêu Chính Dương bảo đấy. Đấy, bạn cứ nói đi. Đây, tôi đang bật đây rồi. À, hôm qua tôi gọi kêu Chính Dương vào đây. Bảo với thị anh. Trường sắp ấm chưa anh? Ấm. Ok, Tuấn Nguyễn nha. Thực ra thì anh em bây giờ đơn giản nhất là cứ chơi theo đam mê thôi. Anh em thích mặt bông nào thì sưu tầm. Em hiểu không? Chứ mình cũng không đặt nặng về vấn đề làm kinh tế nữa. Cho nên là ai thích thì cứ mua. Đúng không? Hello, em chào chị gái của em nhá. Em chào chị Amy Thanh Huyền. Cái câu đấy thì vẫn đúng nhưng mà nó đúng với mấy tháng trước chứ thêm dừa. Ok bạn. Cái câu vừa rồi á. Nó vẫn đúng nhưng mà đúng với trước Tết. Nhưng bây giờ thì còn sau Tết á thì một cái thị trường rất là tự nhiên á. Mọi người thích thì mọi người sưu tầm, mọi người thích thì mọi người đầu tư. Ok, đấy. Cảm ơn Chính Trương nhá. Em Chính bảo là em sẽ sớm vào gặp anh Tùng và các anh em. Ok em Giai. Chào Bình An Khang, cảm ơn em Giai. Hello Huy Hùng. Cảm ơn chị gái Ami nhá. Đây ạ. Anh em đi cũng đi giao lưu một chút. Bây giờ là về vườn của bạn Tùng. Đấy, em có chốt một cái lô Bảo Duy. Khoảng gần 20 chậu. Đấy, của bạn Tùng. Đầu gói dễ thương. Chắc khoảng đây ạ. Gần chục mét đấy. Đấy, đây là một trong những idol của em này. Một trong những người bạn mà em yêu mến nhá. Vì bạn ấy chăm cây rất là đạt ạ.
Và với em thì em chỉ yêu cái đẹp thôi. Cũng giống như trong cuộc sống ấy, em chỉ thích cái đẹp thôi. Em còn... chào 70 anh chị em ạ. Còn thế. Cứ từ từ thôi, khoai nó sẽ nhừ. Ok, Trung Thọ Trần nhá. Trung Thọ Trần ơi, vào đây. Đấy. Nói ít làm nhiều nhá. Ok, Trịnh Văn Hùng. Chào Trương Quang Vinh. Cảm ơn Trương Quang Vinh nhá. Hello Nguyễn Phúc An. Trương Quang Vinh giờ có hai kỳ Long Khánh luôn. Rồi, biết rồi. Ok. Hello Minh Hải. Chào kỳ anh Trần. Đúng hướng đấy. Em xin phép chào 70 anh chị em ạ. 70 luôn ạ. Em chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là nhiều niềm vui đúng không ạ? Và chúc cho tất cả anh chị em yêu Lan nhà mình luôn có giữ vững được một cái tinh thần đúng không? Và cái tình yêu đúng không? Đến với cây Lan. Em chào anh trai Hoa Lan Thành Thắng. Đấy, anh trai của em cũng đã quay trở lại cuộc đua rồi nhá. Yeah. Tùng nhá, anh Long anh đã quay trở lại cuộc đua rồi nhá. Anh Long nào? Anh Long Hoa Lan Thành Thắng. Ok anh. Đấy. À, trước Tùng có ra vườn anh rồi mà. Còn gọi là thầy Tùng đấy, Trịnh Văn Hùng gọi là thầy Tùng. Không anh không. Đấy. Trung Thọ Trần bảo là bảo Tùng đưa về không. À, đây là đang về vườn của Tùng đây ạ. Ok Nguyễn Phúc An đây. Về tới nhà hàng đây. Này, đây cả nhà nhá. Đấy. Đây là đã về tới. Đây. Cả nhà nhá. Anh em ơi, đây đang về để đây đã giao dịch với một lô với anh em ở vườn Hai Beo rồi. Và bây giờ thì tất cả anh em lại tiếp tục giao lưu ở vườn bạn Tùng. Đấy. Giao dịch khoảng chục mét Bảo Duy cả nhà nhá. Đấy, cả nhà đây ạ. Đây là em Trần Duy Quý này cả nhà ơi. Chào Đức Nguyễn. Ok, chào Phạm Công đây ạ. Đây là thư ký của thím này. Đây là thư ký chào anh em đấy ạ. Ok. Còn đây là nhà đầu tư cùng với thím Trần Tráng. Chào cả nhà đi. Chào anh em. Ok. Mạng hơi giật. Ok em dai. Chào Đô Mích Đông nhá. Đấy, anh Quang Thành Ngô. Em chào 80 anh chị em ạ. Còn đây là em Quý nhá. Đấy. Đây là em Quý này. Cả nhà thấy không ạ? Đấy, chỉ có những anh chị em yêu Lan đúng không? Cũng như tất cả mọi thứ. Chào Ngọc Bách. Ok đây. Đây là lái xe của anh Huy nhá, Nguyễn Phúc An này. Đấy. Đây là lái xe của anh Huy này. Đấy. Đấy nhá. Anh Huy thì là thư ký của thím. Nhưng mà đây là lái xe của anh Huy này. Lái xe của anh Huy chào cả nhà đi. 100 anh em chào 100 anh em anh cái. Đấy. Đấy. Thư ký của anh hơi VIP đấy. À không, chuẩn luôn, đây là thư ký của anh này. Nhưng mà đây là lái xe của thư ký anh. Trợ lý. Đấy. Ok. Còn đây là cô gái rất là xinh đẹp. Đấy, của chủ nhà hàng tiệc cưới Thanh Tùng. Cũng như là chủ vườn Lan Thanh Tùng. Cả nhà nhá. Ok. À, Chính Trương hỏi thăm anh Thái Huy nhá. Chính Trương. Chờ anh hoài. Đây đấy. Sáng ơi. À, ok. Em chào 80 anh chị em ạ. Chào Nguyễn Quang Hòa. Em cảm ơn anh Hiệu Trần ạ. Đấy cả nhà các bạn. Bây giờ là anh em lên vườn. Đây giao dịch cái lô Bảo Duy đúng không ạ? Giao vịt. Con vợ đi xa thế. Ok bạn bạn Tuấn Linh nhá. Không đi xa thì không có cơm để ăn. Thứ nhất là ngoài Bắc thì không còn cây rồi, đúng không? Thì bây giờ phải làm tiến thôi. Mà vào đây bạn Tùng bạn còn không chia sẻ cơ. Đấy, bạn còn đang là... Anh Tùng Mãi Đình. Đấy nhá, Phong Cảnh Ca bảo là anh Tùng Mãi Đình. Em chào 100 anh chị em ạ. Một khuyên viên quá tuyệt vời đúng không cả nhà? Nhất luôn. Em xin phép được chào 90 anh chị em ạ. Đấy, cả nhà ơi. Em mời cả nhà tham quan vườn lan của đầu hói đẹp trai dễ thương. Chào em trai Thành Nam Lại. Ok cả nhà ơi. Đẹp quá cả nhà ơi. Đẹp không? Phê nhờ. Yêu thế. Phải yêu lắm Hoài ơi. Tôi nói thật sự là tôi bước chân vào đây thật sự là tôi bị nghiện luôn đấy.
Tôi nói thật rằng là đây là một trong những con người rất là tâm huyết nhá. Một trong những con người tâm huyết. Không, phải nói là xứng đáng bạn có 100 người yêu. Bạn quay tôi xấu trai lắm, vừa hói vừa xấu trai. Dạ. Yeah. Kết nối wifi đi. Ok cả nhà nhá. Anh Tùng. Ui phê chưa cả nhà ơi. Bao nhiêu là hơn 1 mét là Bảo Duy. Mình mới rút gọn đây này. Không nhưng mà đẹp thế nhở. Chăm bạn này, chăm đẹp bạn này. Quá phê luôn ấy. Mới rút gọn này. Không nhưng mà nó chăm đẹp thế. Đây. Không tên. Đúng không, không tên đúng không Tùng? Không tên. Đấy. Này. Trời ơi, không tên cả nhà ơi. Quá dã man cả nhà. Bạn về quay cho anh em ngắm. Nhà ơi, đây cả nhà ơi. Em xin phép chào một anh, 100 anh chị em ạ. Cả nhà yêu thương thì bổ cho em nút chia sẻ. Hôm nay là em và em Tráng là có chung nhau giao dịch với bạn. Đấy nhá. Em và em Tráng là đây, em Tráng đây, em Tráng chào nhà nhá. Hai anh em có chung nhau và giao dịch với bạn Nguyễn Thanh Tùng một lô Bảo Duy gần 10 mét. Đẹp luôn. Đẹp luôn cả nhà nhá. Đây này, những cái cho nên là quan điểm của em cứ phải chăm cây đẹp. Chăm cây đẹp sẽ có người mua. Bảo Duy đấy này. Đây cả nhà này. Bảo Duy kỳ lâm nhất cả nhà nhá. Kỳ lâm nhất này. Quá dã man nhỉ. Ôi, đẹp ôi, thế. Ôi trời ơi, bạn quay đàng hoàng tử tế cho anh em ngắm thôi. Ngón tay cái bạn đâu? Đấy. Đây nhá, ngón tay cái của Tùng. Cả nhà thấy không ạ? Xuất sắc, xuất sắc. Ok, chào em gái Thu Hà. Cho tôi, ok bạn Tuấn Linh nhá. Quá đẹp cả nhà ơi. Này, thật sự là không, phải nói xuất sắc cả nhà. Em nói thật là đây. Ôi đẹp quá cả nhà ơi. Đây lá sọc này. Đấy, hôm nay em vào đây thì buổi chiều thì cũng giao lưu với em Lợi ở vườn An Hai Be một lô rồi. Thì buổi tối này cũng qua giao lưu với cả bạn Tùng Hói một lô nữa. Mấy cái Bảo Duy này. Phê quá, bà chầm dã man thật, nó đẹp. Không, nhưng tôi không nghĩ rằng ở cây ở trong Nam ấy để chăm nó to được như này nhá. Vì chỉ có cây Bắc. Đây này, đây cả nhà nhá. Đây cả nhà này, ngón tay này. Đó, cả nhà thấy không ạ? Ngón tay quá đẹp. Không, nó quá đẹp luôn. Không, chỉ có cây Bắc nó mới đẹp như này. Nhưng mà đúng là cả nhà thấy không ạ? Quá tuyệt vời không cả nhà? Cây đang chắc nịch. Đấy nhá. Hoàng Minh Chiến bảo là không thể diễn tả nổi anh Tùng chăm cây quá đỉnh. Quá xuất sắc. Quá xuất sắc ạ. Phải nói rằng là đỉnh cao. Không, phải nói đỉnh cao. Cả nhà nhá, đây đỉnh cao, không tên. Thím thì vào đây thì cũng phải nói rằng là đây là đỉnh cao cả nhà. Trăm cây như này. Đây cả nhà ơi. Trăm cây như này người ta gọi đỉnh cao cả nhà nhá. Hello Vương Chim. Em chào 100 anh chị em ạ. Chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là nhiều niềm vui. Tùng ơi. Đâu rồi lô Bảo Duy của tôi em Tráng đâu nhỉ? Có làn là có tiền. Hôm nay vừa thuộc bài đấy rồi. Vừa thuộc cái bài đấy rồi. Đây. Em 120 anh chị em chào anh Thái Huy. Và đây cũng là thư ký của thím. Thư ký chào cả nhà đi. Xin chào cả nhà đúng không? Quá tuyệt vời ạ. Em chào anh trai Ngô Bảo Phúc. Đúng rồi, Trung Mạc ơi. Đây là Trung Mạc ơi, Trung Mạc nhìn này. Trung Mạc nhìn này. Bảo Duy nhá, miền Nam chăm như miền Bắc luôn. Đấy, đây cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi. Bảo Duy mầm xong rồi lại khai thác mầm tiếp theo. Đấy. Ok, Sơn Nguyễn chia sẻ đi, Sơn Nguyễn ơi. Đây. Không phải nói Tùng Hóa là chăm quá xuất sắc anh ạ. Em hôm nay em thích em làm cái lầm. Bao lâu tôi vào đây nhỉ? Mấy tháng không nhớ. Nhưng mà phải nói rằng là miền Nam Bảo Duy để chăm như này không khác gì miền Bắc. Tại vì ở đây mình phải nói câu này này. Thứ nhất là miền Bắc nó có một cái thời tiết đó là miền Đông, mùa đông. Mùa đông. Đấy, để nó béo. Đây. Bảo Duy như này là cắt tới đây là được. Quá ok. Đây thua kiểu gì? Đúng không? Quá trời đẹp luôn. Tạm thôi, chưa được. Đối với tôi là tạm thôi. Ok. Một số người tức là ý là một số anh em khác họ chăm hơn. Có nghĩa là Tùng Hói này không thể chăm bằng Thím Dương được. Ở đấy. Ngoài Bắc là Thím Dương chăm khoảng đi 2 mét không nghỉ đông. Nhưng riêng Tùng Hói chăm lại đi tiếp à? Lại đi tiếp. Ờ thì đi. Đây. Đấy. Cả nhà bổ cho em quả xẻ để gặp Tùng đẹp trai đầu hói dễ thương. Đây Phú Thọ này. Phú Thọ đẹp không? Đây cả nhà ngắm Phú Thọ nha. Cái lá này á là cái màu nó như này thì cái viền mắt nó mới vàng. Cái viền mắt nó mới vàng. Cả nhà chăm này, những chậu kinh Bắc đỉnh cao cả nhà ơi. Em thì mới tập tuệ vào chơi lan nhưng mà cũng cố để cảm nhận được. Cả nhà ơi, kinh Bắc cả nhà ơi, phê chưa? Nhưng mà xuất sắc chưa? Là chẳng ai. Nhưng mà chứng tỏ là thân kinh Bắc quá phê luôn đấy em ạ.
Dạ, Tùng ơi. Tùng ơi, Tùng ơi. Cũng vàng này nhưng mà không phải là lá úa đâu nha. Cứ cây cho ông biết. Cây nào cũng được luôn. Ok anh Ngô Bảo Phúc ơi. Em chào anh Hùng Lê Văn. Nhưng mà bạn đây. Tùng ơi. Xuất sắc quá. Thế bạn phải quay vào đây cho người ta anh em người ta xem nhé. Anh em xem à? Anh em vẫn đang xem, bạn yên tâm. Anh em ôi ơi, này. Này Thiên Trường này live mà hơn 100 người xem luôn. Không. Bạn đây. Bạn phải hiểu rằng là anh em đang dành cho bạn một cái tình cảm nó đây. Không, đây là bạn. Nhưng mà thế bạn không hiểu à? Đấy. Đấy, Tùng chào cả nhà. Xin chào 115 trên chị em. Xin chào 115 ngàn người. Bây giờ Chốt lại á là bạn Tùng có chốt chậu Kinh Bắc được không? Chốt đi, anh Ngô Bảo Phúc chốt chậu Kinh Bắc đi thím. Làm việc ngay. Dạ ok anh Hùng Lê Văn ơi, em vào đây để em giao dịch với bạn Thanh Tùng gần 10 mét Bảo Duy ạ. Đấy, gần 10 mét Bảo Duy ạ. Quá nhiều Kinh Bắc cả nhà. Hai kỳ. Cái này là gì? Nát châu. Cái này là cái gì? Thì quên rồi. Bia bình. Bắt lệ. Mình phải nói này. Đây, cái này ướt mi. Không, nhưng phải nói rằng là bạn Tùng là những người dám đầu tư, dám bỏ tiền để đầu tư cả nhà. Quá tuyệt vời luôn ạ. Trăm đây cả nhà ơi, Bảo Duy xuất sắc cả nhà ơi. Em nói Quý ơi, xuất sắc. Trăm không phải đâu, em phải nói một điều rằng là đến miền Bắc. Không, miền Bắc không đạt được. Miền Bắc km 1 nó chỉ được tầm 30 xe là cùng. Đây cái này phải 40 xăng. Phải 40 hơn 40 xăng. Hơn 40. Đấy, phải hơn 40 xăng. Đúng không ạ? Quá xuất sắc luôn. Thực ra nếu mà để chăm như này thì không có cửa thua cả nhà nhá. Nếu để làm kinh tế thì không có một cái cửa thua nào cả nhà. Em chào 112 anh chị em ạ. Quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Cho nên là em vẫn nói cả nhà là gì ạ? Đúng không ạ? Niềm tin nó quan trọng. Và mình phải chăm được cây. Quá đẹp cả nhà ơi. Quá xuất sắc. Đúng không ạ? Em nay thì vào với cả bạn Tùng. Tùng ơi, đâu lô Bảo Duy của tôi với em Tráng đâu nhỉ? Đấy, hôm nay là giao dịch với cả bạn Tùng 10 mét Bảo Duy cả nhà nhá. Quá phê luôn chị Văn Hùng ơi. Thực ra là quá đẹp. Thực ra chăm như này nó gọi là quá xuất sắc đây. Hello em Giai Lê Tĩnh cả nhà ơi. Em chúc 120 anh chị em có một buổi tối thật là nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe. Cũng như chúc cho tất cả anh chị em Milan nhà mình luôn vững tin về một cái thị trường mà phải nói rằng là nó đang ấm, phải nó quá ấm luôn ạ, từng giờ từng ngày đúng không ạ. Ok Phạm Công nhá. Say khó Hiếu Lệ. Với thím thì để say khó lắm. Đây. Một cái không gian quá tuyệt vời cả nhà nhá. Em xin chào 120 anh chị em. Hello cả nhà mình. Xuất sắc cả nhà ơi. Ôi cả nhà ơi. Em cho cả nhà ngắm khung tên. Tùng ơi. Cái này khung tên này nó phải 5 sen không? Tầm một mắt này nó phải 5 sen. 5 sen cả nhà nha. Đây. Cả nhà nhá. Đây từ đây. Đặt ngón tay vào ấy, anh em mới hình dung được. Đây cả nhà ơi, phải 5 sen, đẹp quá, tuyệt vời. Và đây. Đây này, đây sẽ là những con giống cho năm sau ra thực sự chất lượng đúng, phải nói câu. Đấy nhá, cho nên mọi người khi mua kể cả từ cái mắt ngủ thì mọi người phải nhìn đây, đây ạ. Mọi người không được so sánh là một cái mắt ngủ bao tiền. Đây. Với em thì quan trọng nhất đó là chất lượng của sản phẩm của nhà nhá. Ok Hiếu Lê, chào Đức Chuyện. Chào em Giai nhá. Ok anh Hùng Lê Văn ơi. Tùng cũng là người Thanh Hóa. Nhưng phải nói rằng là bạn ấy là một trong những người có thể nói rằng là gì, đu đỉnh gần 200 tỷ. Nhưng cũng vì đó bạn ấy vượt lên số phận và bạn ấy đang chiến thắng ở những khúc cua. Em xin phép chào cả nhà. Quá đẹp cả nhà ơi. Hello em Giai Lê Mạnh Hùng. Đúng rồi ạ, anh Hùng Lê Văn ơi. Dài thế đo sen thì chết. Đây, chậu Pleiku đấy ạ. Cu đang đi ngọn nhá. Cu đang đi ngọn đấy nha Tuấn Linh nha. Quá phê luôn Tuấn Linh ơi. Quá xuất sắc nha Tuấn Linh nha. Em chào chị Kim Ánh. Hello cả nhà mình. Quá đẹp cả nhà ơi. Một cái khuôn viên nó quá xuất sắc ạ. Hôm nay em vào thì buổi chiều thì qua em Trần Duy Quý cũng giao lưu Kinh Bắc. Xong là qua em
Hai Beo thì cũng giao dịch được ít không tên Bảo Duy. Còn buổi tối nay thì em qua vườn Mận Tùng giao dịch gần 10 mét Bảo Duy cả nhà nhé. Và em sẽ đưa về Bắc ạ. Đấy, em sẽ đưa về Bắc của nhà mình cả nhà nhé. Dạ vâng anh Ngô Bảo Phúc ạ. Đấy, cái quan trọng nhất là đây, đây cả nhà ơi. Đây là người em đồng hành cùng thím. Tráng chào cả nhà đi. Chào 113 anh chị em nhá. Đấy, đây là người em đồng hành của thím. Xuất sắc, trầm cây quá đẹp. Ra nhỉ. Phê. Để không phải nhà ơi. Đây, sản phẩm chất lượng này nhỉ. Ok, em gái Thu Hà. Và cái câu chuyện của thím đi vào đây đó là gì ạ? Ngoài cái việc mà giao lưu thì một trong những yếu tố chính đó là gì ạ? Học cái cách kinh nghiệm để mình về mình chăm sóc, đúng không? Phải chăm sóc được cây lan. Muốn thắng thì phải chăm sóc được cây lan. Đó. Ok, đúng rồi Tuấn Linh ơi. Cảm ơn thiếu gia Hồ Nguyễn. Đây, thiếu gia chào Trần Tráng. Và Tráng thì cũng đang đồng hành với anh là hôm nay giao dịch 10 mét Bảo Duy với cả vườn lan Thanh Tùng. Nha. Đẹp quá cả nhà ơi. Quá đẹp cả nhà. Chào em giai Triệu Vương Gia. Hello em mình. Đây. Những cái chậu không tên mà bạn Tùng bạn ấy làm lên được hai cái mầm lỡ như này nó quá xuất sắc cả nhà nhá. Lợi thế. Lên là đối với em ấy. Khi mà anh em đầu tư. Không, tôi vừa đang nói với anh em ấy là khi anh em đầu tư. Đây. Đây là một trong những nhà vườn có tâm nếu anh em đầu tư. Tôi vừa đang nói với anh em. Vì sao ạ? Vì đơn giản nhất là nếu chỉ chăm một cái thân này thôi thì chỉ ra hai cái mầm. Nhưng Tùng làm được hai cái mầm lỡ mà nó đẹp. Bây như này. Đến mùa mầm chính luôn. Thì đơn giản nhất là cả nhà lợi thế là 2 x 4. 2 x 2 là 4. Là 4 cả nhà nhá. Đó cả nhà, quá tuyệt vời cả nhà ơi. Đây ít nhất cũng được một mầm. Ít nhất mầm lỡ thì được 3. Đang lên mầm lỡ đây. Ít nhất mầm lỡ được 3 cả nhà. Đấy, rất nhiều anh em đang hỏi là anh mình xin bí kíp của anh Tùng trăm cây. Okay, Tùng thì cả nhà đó. Cứ liên hệ với Facebook Nguyễn Thanh Tùng nhá. Messenger là Nguyễn Thanh Tùng. Để Tùng được chia sẻ cũng như giúp cả nhà yêu hoa hơn và nhất làm chí. Kinh tế từ cây hoa lan Tùng nhá. Đây là cái này nhỏ là có khoảng độ 30. Chào Nguyễn Văn Hiểu. 34 cm nhưng mà có thể mình cắt tới đây không? Nhưng mà phải nói như này. Ở trong Nam bạn chăm như này phải nói rằng là tôi nói thật bạn là bạn chăm như miền Bắc luôn. Miền Bắc ở chỗ này này, cái thân to. Miền Bắc ấy, bạn phải hiểu rằng vì nó có cái mùa đông. Nó có cái mùa đông nó tích chất, nó béo cả cái quá trình 3 tháng liền. Nhưng mà nó lại ngắn. Không, tôi chưa nói ngắn dài. Nhưng ở miền Nam mình ấy, thường thường là chỉ đanh và dài thôi. Đanh và dài nhưng không béo được, nhưng bạn làm được cái điều đó béo. Đây này. Đó. Nhưng phải nói chúc mừng Nguyễn Thanh Tùng. Quá tuyệt vời đúng không ạ cả nhà? Quá dã man luôn. Đây ngón tay của Tùng đây, ngón tay của Tùng đây. Đấy cả nhà thấy không ạ? Quá phê. Nhưng cái quan trọng này, cả nhà nhìn cái lá này nhá. Cái thân này thì cả nhà mới nhìn được rằng là bộ rễ Tùng hói nói là làm là gì ạ? Cái bộ rễ Tùng hói sẽ đầu tư. Tùng hói phải đầu tư cái bộ rễ quan trọng. Nên là cả nhà mua cây thì đừng bao giờ so sánh một cái cây giá bao nhiêu tiền. Cái quan trọng nhất nhìn cái cây. Đúng không ạ? Đó, cả nhà ơi. Tức là đây bạn nhìn nhé, không phải là đây là không phải là mình khoe. Chào nhá. Linh Thùy, đây là mình em chào 130 người. Giới thiệu mọi người á. Ok, đây bạn giới thiệu. Từ lá đầu, từ lá gốc, không bắt lá nào. Đây cả nhà em xoay khi này. Mình cắt là mình cắt được tới đây luôn này. Tại vì sao? Luôn. Vì sao nó to? To luôn. Nó to và nó đây. Đúng gần rồi, gốc rồi. Vẫn to. Chuẩn. Chứ bây giờ ví dụ gần gốc của nhóm mình cắt tới đây thì nó ủ. Nếu như cái thân nó nhỏ, mọi người chỉ tính rằng là gì? À nó rẻ về sen. Nhưng cái quan người không hiểu đấy nhỉ? Mọi người phải nhìn tổng thể của một cái cây. Đó là mình phân tích, làm kinh tế nhá, phân tích. Đây là ok, ok, hay quá cả nhà ơi. Chào Linh Thùy, say chưa? Không say được. Kinh Bắc. Xuất sắc. Đây cả nhà ơi, ngón tay của thím đây nhá. Kinh Bắc. Đây ạ. Và đây, chủ nhân của cây Kinh Bắc đây cả nhà ơi. Tùng hói, đẹp trai dễ thương. Quá đi. Kinh Bắc, hai cây Kinh Bắc là mới được không? Không, nhưng mà xuất sắc đấy. Phải nói rằng là bây giờ mà nó vẫn không. Phải nói một điều rằng là đây, Bảo Duy, Bảo Duy đấy ạ. Có cả nhà. Hai mầm gốc đấy. Không, nhưng phải nói là bạn chăm, tôi nói thật là nó quá xuất sắc. Tôi nói thật, hôm nay tôi vào. Lần trước tôi vào thì nó chỉ bé bé, vì nó bắt đầu mới nhú, nó chưa phải mùa. Đây cả nhà ơi, quay cả nhà ơi. Nhưng phải tận mắt nhá, chứ còn xem qua live của bạn nó bình thường cực. Nhưng phải vào tận mắt thì mới cảm nhận được rằng là, nói thật ra cả nhà như này, nếu để bán một cái cây này đi, không muốn bán luôn. Thật sự là cả nhà ơi, nếu để bán thì không muốn bán cả nhà.
Đấy, nhìn cái bộ đế mẹ cặp mầm này mà nó phi thì thôi. Em chào anh trai Lăng Gia Minh Nguyệt. Anh trai ơi. Đây, bộ đế này mà nó phi thì chết người luôn. Bộ mầm cả nhà ơi. Nói chung là đi cả mét rồi. Cả mét rồi. Phê quá. Đấy cả nhà nhá. Lên em vẫn quan điểm với cả nhà. Cả nhà phải chăm cây được và nhân giống được thì cả nhà không bao giờ có một cửa thua nếu làm kinh tế. Em muốn là cái cây ngắn thôi để được nhiều chậu. Kinh Bắc được 1 mét gần ạ. Nó khoảng hơn mét chứ. Một cái thân nó khoảng 80 xăng. Một cái thân. Ok, chào Huy Hùng. Chào Lê Thùy Hương. Quá xuất sắc em gái ơi. Cái cây này nó đang đi ngọn đúng không? Đúng rồi. Đang đi ngọn nhưng mà cái thân nó vẫn to này. Nó to đều. Nó to luôn từ thì dưới. Khi mà mình rút ngọn hay là nó thì nó béo đều, thì nó béo đều giống mấy cây kia. Nó sẽ béo từ gốc lên ngọn. Bắt đầu béo rồi đấy. Đấy. Bắt đầu béo. Dạ vâng, anh Lan Vang Nguyên Việt ạ. Em ngưỡng mộ bạn em và em phải vi hành vào đây để thăm. Ngắn thôi nhưng mà em sẽ cắt được tới đây luôn. Đây. Đây. Đấy, đấy, tại sao phải vi hành là vì em cần đây. Để học hỏi cái mô hình chăm cây này cả nhà nhá. Ngắn thôi nhưng mà mình vẫn làm kia được tới đây luôn. Cả nhà thấy không? Chăm quá đạt cả nhà ơi. Đây, như cái này này. Đây cả nhà ơi. Cái này. Đấy. Xuất sắc cả hai mầm nó lên này cả nhà. Hai mầm. Quá đẹp cả nhà. Và cái này á, cái này là mình cắt được tới đây luôn, tới đây luôn. Kể cả bạn kể cả bạn cắt tới đỉnh được mà. Ý là tôi okay. Nói là cái đoạn to mình vẫn cắt được. Ok. Đây này. Chất lượng xuất sắc. Bảo gì mà cứ như Phú Thọ hết ô chất lượng. Như phải nói là chuẩn như Phú Thọ. Tức là cái khúc ươm mình ra nó đạt chất lượng. Thì sau này mình sẽ nhân giống đây, đúng không? Đây này cũng vậy. Rồi. Ok. Mình chăm cùng hệ phân thuốc thì nó là như thế thôi. Đó, ok luôn. Em chào 130 anh chị em ạ. Quá ok luôn. Ok. Đây đúng không? Tất cả đây đúng không? Đây. 13 chậu đây đúng không? Đây nhá cả nhà nhá. Đây là 13 chậu bảo duy của thím và em trai Trần Trắng giao dịch với cả bạn Nguyễn Thanh Tùng. Đây đúng không? Tùng. Đúng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 đây. Đấy nhá, cả nhà nhìn đây. Bảo duy Trần Trắng nhá. Đây cả nhà nhá, đều ghi hết rồi nhá cả nhà. Cả nhà nhìn không ạ? Nên em nói với cả nhà như này, phải chăm được cây. Thế hay là khi mình làm á, thì mình lấy tính cái chuyện là nó để mầm gốc á. Cho nên mình trồng nó cái chậu to. Không, nhưng phải nói rằng là chỉ cần nhìn từ những cái chậu anh em ở ngoài Bắc là nhiều khi là trồng chậu nhựa nhìn nó đã mất thiện cảm rồi. Không, nhưng đây chậu nhựa. Không, nhưng là chậu nhựa nhưng phải nói như này, đây phải nói rằng là cái giá thể. Đây cả nhà nhìn không ạ? Không phải nói rằng là nói thôi, mình chăm cây lan nó phải có tâm thì rõ ràng là em mới trả ơn mình xứng đáng thôi. Đấy, mình nhìn đấy. Đúng rồi, mới lượm lúa được đúng cả nhà. Không, mình nói một cách là đây là chân tình chứ không phải tự nhiên. Như cái này là một người em mua của Tùng nhá. Đây là em Vinh Quang. Vinh Quang. Bảo duy của em mua của Tùng. Ừ. Thì mua bao nhiêu là Tùng mua lại giá gấp đôi. Nhưng mà Tùng mua lại giá gấp đôi rồi bây giờ Tùng bán giá gấp 2,5. Không bán. Bây giờ bán luôn này, bán đi. 50 cent. 50 cent. Hơn 50 cent. Hơn 52 cent. Hơn 50 cent gọi đây là chỗ nếu Bảo Duy. Nếu như mà Tùng bán bây giờ là Tùng bán khoảng 55 triệu. Nhưng anh em chốt trên bài của Thiếp Dương á. Bán 39,9 triệu. Đây cả nhà nhá. Đây chỗ Bảo Duy hơn 50 cent bán 39,9 triệu. Là giá là Tùng bán là 55 triệu nhá. Nhưng mà hôm nay anh em chia sẻ gọi là trên nếu chào chốt anh trên bài Thiếp Dương. Anh em là chốt giao lưu. Anh chào em là chốt giao lưu trên bài Thiếp Dương. 39,9 triệu. Ok chưa? Mà anh em mà không chốt là Trần Tráng với Thiếp Dương chốt luôn. Ok, chuẩn luôn. Chuẩn nhá. Đây cái này này. Cái tấm huyết của tôi, đứa em của tôi. Không, quá đẹp mua, luôn. Xong bây giờ mình mua lại giá gấp đôi. Không, nhưng phải nhưng nói nhỉ. Tùng mua lại giá gấp đôi và Tùng bán lại giá gấp 2,5 lần. Chào anh. Anh Ngô Bảo Phúc chốt. Anh Ngô Bảo Phúc chốt. Ok. Anh Ngô Bảo Phúc có gì bạn Thanh Tùng sẽ inbox với anh Ngô Bảo Phúc để chốt chỗ này. 39 triệu. Ok, đây nha. Là 39,9. Anh Ngô Bảo Phúc chốt. Ok anh trai, em cảm ơn anh trai rất là nhiều. Đấy, đây là Thanh Tùng cảm ơn anh Ngô Bảo Phúc. Đó. Em cảm ơn anh trai. Đấy cho nên là em lại chứng minh một điều nữa. Cả nhà phải chăm được cây. Không, phải chăm được cây. Nhưng mà tôi nói bạn là anh Ngô Bảo Phúc bây giờ là anh Ngô Bảo Phúc không có mặt ở đây. À đấy, Triệu Vương Gia cũng chốt 39,9 nhưng mà anh Ngô Bảo Phúc chốt trước rồi. Anh Ngô Bảo Phúc chốt trước rồi. Ok. Nghĩa là mọi người biết không, bình thường Tùng chốt, Tùng bán cái này là 55 triệu trở lên. Nhưng rồi. Bây giờ là trên live tiếng thương thì tình thương mấy thương mình chốt mà anh em á. Hôm nay vui, mình không quan trọng tiền, mình từng nói mình lộc thôi. Lộc. Và quan trọng nhất á, bây giờ thím dương ở ngoài nhìn thực tế cái cây này có không, nó quá xuất sắc, nó xứng đáng. Nếu nó thật là gì, nếu anh Ngô Bảo Phúc hay là em Triệu Vương Gia không chốt thì thím và Trần Tráng cũng chốt.
đây là nói rất thật, vì sao ạ? Cảm ơn em Triệu Vương Gia. Vì đây là những cái tình cảm đúng không? Còn Triệu Vương Gia muốn để giao lưu với anh Nguyễn Thanh Tùng thì cứ inbox cho anh Nguyễn Thanh Tùng. Không, ok, à, không. Phải không. Phải nói như này này. Tôi phải nói như này, tôi vào đây ngoài cái việc mua và giao dịch với bạn thì vẫn học bạn ở cách chăm cây. Vì tôi nói rồi, trên live tôi vẫn nói với cả nhà, muốn thành công phải chăm được cây đã và nhân giống được, đừng có ai nói tôi cái cây này á, anh Ngô Bảo Phúc này, cây này chốt cho anh Ngô Bảo Phúc nhá. Đấy nhá. Anh Ngô Bảo Phúc là gửi hỏi chăm hộ anh. Ok. Thế thì tí nữa anh bạn Tùng sẽ tự liên hệ với anh Ngô Bảo Phúc. Ok nhá. Lát em sẽ liên hệ với đấy. Anh và em sẽ chăm hộ anh. Cả và... nhà thấy không ạ? Em lại chứng minh cho cả nhà thấy. Và cái cây này á thì bạn nhìn bên ngoài là rất là ok rồi, nhưng mà bộ rễ thì là rất không. Khủng. Tôi nói luôn này. Nếu bộ rễ không đẹp thì bạn không bao giờ giữ được thân lá đâu. Hôm nay anh em mình phải nói nhau nhá. Không cần phải nói với ai cả. Tại sao cây nó chút lá? Vì bộ rễ nó không hút được đúng nước nên nó cứu để thì nó phải rút để nó giữ. Đúng rồi. Được chưa? Tôi đó lý do tại sao bộ rễ khỏe thì lá từ đầu ngọn, từ đầu tới cuối là nó còn nguyên. Không. Em thật sự rằng anh Ngô Bảo Phúc không chốt, em chốt, vì cây này nếu để em mang ra Bắc em bán vẫn lãi hơn. Vì anh em ở trong Nam, nhưng mà phải nói như này, trong Nam nhưng mà em không nói ở một người khác nhá. Nhưng trong Nam ở vườn của bạn Thanh Tùng thì em đánh giá nó vẫn quá ok, em không có gì phải đắn đo ạ. Với em quan điểm rồi, em nhìn người và quyết định số phận. Em vẫn nói với từ ngày xưa với cả nhà rồi, em chào 130 anh chị em và rất cảm ơn anh chị em luôn đồng hành ủng hộ tất cả anh em nhà mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Còn Triệu Vương Gia muốn giao lưu thì inbox cho riêng Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Tùng. Inbox cho Thím Dương đi. Không. Thím Dương thiếu gì? Thím Dương. Triệu Vương Gia đã giao lưu với tôi một cái Pleiku sáng nay rồi. Nhưng muốn giao lưu với cả anh Tùng. Okay, đây, Triệu Vương Gia nói rồi. Anh cảm ơn thì Triệu Vương Gia sẽ inbox cho bạn. Được chưa? Anh sẽ liên hệ em nhé. Em cảm ơn anh Bảo Phúc, cảm ơn Triệu Vương Gia, cảm ơn cả nhà đã. Bạn tiếp tục giới thiệu. Quá tuyệt vời. Bạn tiếp tục giới thiệu cây cho tôi. Tiếp tục giới thiệu đi. Khu này á, đây này. Rồi, cây, em lại lại. Đây. Thay vì anh em mới trồng được một cây đây, cả nhà này, đây này. Cây 20 sen. Rồi. Ví dụ đến ngày hôm nay anh em mới trồng được cái cây 20 sen. Ok. Thì tôi lên 20 sen nó thắt ngọn rất là già đây rồi. Rồi, và hai trái trứng giá. Chuẩn luôn. Trái trứng. Đấy, cái bây giờ. X đôi. 2 nhân bằng 4 ấy. Đấy, bạn quay vào đây cho anh em xem. Đây, cả nhà nhá, đây. Đó, nếu bình thường anh em mình đúng không? Chỉ làm được một cái thân già như này. Và bây giờ mới đẻ hai cái mầm gốc thì Tùng nó đã vượt anh em mình. Đây này. Nó làm luôn hai cái mầm lỡ, mỗi cái mầm lỡ khoảng tầm 9 sen. Thì đâm ra là cả nhà thấy có lợi không ạ? Nhưng không phải ai cũng làm được. Đúng không ạ? Chào anh trai Phùng Bá Thanh, chào Quốc Cường. Em chào 130 anh chị em. Mấy cái này là một cái. Đây, đây cả nhà ơi. Cả nhà phê không ạ? Đây, cả nhà nhìn đây. Mầm đang lên nhá cả nhà, đẹp chưa cả nhà ơi. Đây là hai mầm luôn này. Đấy. À đây này, đây, tích dược. Như này trái dứng này. Xuất sắc chưa cả nhà ơi, xuất sắc chưa? Đúng. Xuất sắc ạ. Còn không thì một cái cũng là ok rồi. Không, nói chung là bạn thấy không? Đấy, tất cả anh chị em đang dành cho Nguyễn Thanh Tùng những cái tình cảm. Tôi nói thật bạn là xem không? Nhiều người xem không? 125 anh chị em. Rồi, cảm ơn 125 người đã ủng hộ Thím Dương cũng như là dành cho Thím Dương và Thanh Tùng những cái lời khen ngợi, những cái lời chúc và những lời động viên tích cực và tốt đẹp nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đẹp thế. Nhưng mà phải nói là mầm lỡ đẹp quá ở đây. Tôi vào đây đúng là ngưỡng mộ đấy. Đây cả nhà ơi, những cái mầm lỡ này, những cái bi này. Nhưng mà bi nhá, ở ngoài Bắc anh em mình nó chỉ 2-3 sen này, nó lạnh. Nhưng mà đây vẫn đạt được 8-9 sen. Thì cái loại này là lui cả đây, mét này. Mà đây, nhìn thấy cái bi nó to. Bi như này mà. Ý nó bi này nhưng thân nó vẫn giữ được. Ừ. Đấy mới là... Bình thường nó hút đấy. Chứ còn nếu mà bi mà lên như này xong rồi thân nó lại bé tí. Đây nhá, đây. Tùng đầu hói. Cái đẹp trai dễ thương, vừa đọc comment. Triệu Vương Gia đã nói thì Tùng phải làm việc này. Tùng mà không làm được thì Tùng muốn, không phải là bạn của Tùng. Muốn chốt. Lấy vía anh Tùng một khi mà chưa có duyên, bây giờ chốt khi khác. Nếu bạn không làm được, đây, bạn cầm máy. Đấy, bạn okay. Cầm cả hai máy. Okay. Bạn không làm được cho Triệu Vương Gia thì bạn không phải là bạn của tôi vì nó là em tôi. Ok, Triệu Vương Gia. Trước hết là cảm ơn 125 người đang xem live của Thím Dương cũng đã dành như tình cảm cho Tùng và các anh em. Thứ hai là đặc biệt cảm ơn anh Ngô Bảo Phúc đã chốt cái kỳ Bảo Duy. 55 sen em bán là 55 triệu nhưng mà em chốt giao lưu là 39,9 triệu toàn chín là anh Ngô Bảo Phúc đã chốt và em Triệu Vương Gia là chốt sau. Chào em Thụ Hồng nha, chào cô An Nhiên ạ. Cảm ơn cô đã chia sẻ cho Thím Dương. Và bây giờ muốn chốt cho Triệu Vương Gia thì mình sẽ kiếm một cái cây giống y vậy luôn. Giống y vậy ha. Sẽ chốt giao lưu. Anh em là không thiếu cây. Anh em là không, rõ ràng là không thiếu cây. Đây, cây này trần tráng, cây này ok không?
cây này này, cây này bữa trước là anh ghi là 45 cm nhưng mình ghi lâu rồi. Thì bây giờ cây này là cây này phải là 50 chắc 53 cm. 50 mấy cm nhưng mà cây này đây, đây đây. Đây. 2 4 50 mấy cm ha. Ok. Cái cây này Triệu Vương gia, cái cây này là giống y chang như cái cây của anh Ngô Bảo Phúc đã chốt. Thì bình thường cây này là Tùng bán ít nhất là Tùng bán 55 triệu cho anh em, như Tùng đã lên live từ nhiều hôm trước. Đây này, cái thân rất là to nha. Cái ngón tay Tùng đây. Nó đi như thế này nhưng mà không, nó không thắt nha. Đây tay trần tráng đây. Là để anh em hình dung ra đấy. Đấy, từ lá gốc đến lá ngọn không mất một lá nào. Thì kỳ này á là Tùng, nếu Tùng bán là Tùng bán 55 triệu toàn năm. Nhưng mà đây hôm nay có trần tráng là thím Dương là các anh em ở đây á, thì Tùng cũng chia sẻ giao lưu với Triệu Vương gia một cái kỳ này với cái giá yêu thương là 39 triệu toàn chín nhá, đúng rồi Trần Trác. Triệu Vương gia nhé, anh cảm ơn Triệu Vương gia rất là nhiều. Em cảm ơn anh Ngô Bảo Phúc, xin cảm ơn 125 người đang xem live của Thím Dương đó. Còn những anh em khác đã chốt những cái chậu này á, 70 cm là đã chốt 75 triệu nha anh em. 70 cm đã chốt 75 triệu rồi nhá. Cây này phê. Cây này bữa trước em thèm này đúng không? Nhớ không? Nhớ không? Nhưng mà cái lúc em thèm là cái lúc mà nó mới nhú đúng không? Bây giờ nó này phê không? Đó, 75 triệu một cây này thì đúng là hoàn toàn xứng đáng đúng không? Quá tuyệt vời luôn. Rồi, ok, anh chốt cái kỳ này cho Triệu Vương gia nhé. Cây này kỳ số 3 là tam tài luôn này. Kỳ số 3 Triệu Vương gia. Cây này là đẹp y chang như cây của anh Ngô Bảo Phúc luôn. Anh cảm ơn Triệu Vương gia, em cảm ơn anh Ngô Bảo Phúc. Đấy là các anh em đang ở đây. Hôm nay anh em rất là vui, mọi chuyện nó diễn ra rất là tự nhiên luôn mọi người. Thật là tuyệt vời luôn, anh em vượt qua được cái ngưỡng khó khăn đấy. Anh em vượt qua ngưỡng khó khăn rồi tự nhiên mọi điều nó trở nên tốt đẹp một cách tự nhiên luôn. Tùng vui lắm, hôm nay Tùng vui, vui cực kỳ vui luôn. Vui là mình đã truyền tải được cái năng lượng tích cực cho anh em, rồi đã đem đến cho anh em những con giống rất là chất lượng. Đó. Đó. Và sau bao nhiêu ngày mà Tùng cố gắng chuyên tâm lao động sản xuất và chăm cây, thì đến ngày hôm nay giá cây nó lên và nhiều người đam mê rồi sưu tầm rồi muốn khát khao làm kinh tế thì anh em đã mua cây của Tùng. Đó, rất nhiều, và Tùng có những cái nguồn thu nhất định, thành ra Tùng rất là vui luôn. Và vợ Tùng cũng đang quay trở lại, vợ Tùng đang chuẩn bị để anh em tiếp tục ngồi ở đây. Tùng à, dạ. Hôm nay đúng là không hẹn mà gặp nha, không hề biết hôm nay có anh Thành Cờ Đỏ ở đây này, có anh, dạ, Gà ở đây này, không biết. Có cả Quý ở đây này, không hề biết luôn. Kể cả thằng Danh này em cũng biết luôn. Thằng Danh là thằng nào? Không, thực sự hôm nay là duyên kỳ ngộ, không hề hẹn mà ba anh em bắt vào. Nhưng mà duyên kỳ ngộ anh em gặp ở đây rất là vui rồi. Đó, nhà mình mà đây là hơn 130 người đang xem. Này đông thế. Khuya rồi mà anh em rất là đông. Làn sốt. Mà đây mọi người nhìn thấy không? Bây giờ có các anh ở đây nhá. Vườn Tùng là rất sạch sẽ, không phải có khách mới sạch sẽ. Mà từ hồi đó, từ lúc lan sập luôn. Năm 22 là lan sập đúng không? Lan 2002 là lan sập rồi mà tự nhiên bây giờ hồi sinh. Sập luôn rồi, tôi đối với tôi là sập luôn rồi, nhưng mà bây giờ quay trở lại. Rồi bây giờ là hồi sinh. Hồi sinh. Quá tuyệt vời luôn. Xin chào 139 người đang xem live của Thím Dương nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cho cả nhà một buổi tối thật là ấm áp. Đó, thật nhiều niềm vui. Cảm ơn cô An Nhiên chia sẻ rất nhiều. Cảm ơn em trai Thụ Hồng. Cảm ơn Triệu Vương gia. Cảm ơn Phong Cảnh Ca. Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Chào Dũng Trang nhé. Dũng Trang. Dũng Trang ơi. Dũng Trang hỏi là sập lúc nào kìa. Dũng Trang hỏi là sập lúc nào. Dũng Trang mãi mê đi chơi quá, có biết là sập đâu. Dũng Trang chỉ thích gái đẹp thôi, tại vì hắn đẹp, đẹp trai hiểu không? To cao đẹp trai mà lại có tiền nữa, cho nên là gái thích lắm. Tôi còn thích Dũng Trang, đừng nói ai. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Chào Trần Trung Thọ nha. Ok, Trần Trung Thọ sập giá chứ không phải là sập người, đúng là sập giá. Sập giá mà cả ngàn lần, 2000 lần thì gọi là sập rồi. Nhưng mà tình yêu và tình cảm của anh em chưa lan,
niềm tin của anh em chơi lan không sập, đúng không anh em? Đó, quá tuyệt vời luôn, vui lắm mọi người. Thực sự bây giờ công lao chăm sóc nuôi trồng mà được ra cái con giống chất lượng chia sẻ cho anh em, ngày hôm nay Tùng có được những cái nguồn thu nhất định, Tùng cực kỳ vui luôn. Hôm nay Tùng bán được khoảng độ 20 cây bạch tuyết, với lại 5 cây ngọc sơn cước, 3 cây bỏ duy, với lại 3 cây kính bắc. Tùng cực kỳ vui. Và có một cây, còn một cây nữa, một cây rất là hot, đó là cây đôi mắt Pleiku. Đấy. Đấy, cây này đôi mắt Pleiku. Và Tùng hiện nay là Tùng đã cắt ươm đôi mắt Pleiku và ươm được khoảng độ gần 1 tháng rồi nhé. Anh em nào muốn mua lúa non Pleiku thì liên hệ với Tùng, hoặc là nó chưa nhú thì có thể bán mắt ngủ cho anh em cũng được, nhưng mà chuẩn giống nha. Nhớ là vườn Tùng là cây chuẩn hoa chuẩn giống, đã nở hoa rồi, cho nên cái việc bán mắt ngủ và đặc biệt là cây Pleiku thì rất là dễ lên nha anh em. Thì anh em có gì inbox cho Tùng nhé. Còn nếu mà mua con giống thì cứ mua con giống của Thiêm Dương. Đấy, Thiêm Dương là một người mà chuyên đi sưu tầm về lời lại. Đây, anh em muốn hỏi một con giống thì là mua của bạn nha. Tôi quên là tôi đang cầm máy của bạn đây. Tôi không bán đâu rồi, thằng Thím không bán. Không bán đây này, nói chuyện cả nhà. Thôi giờ bạn này ngồi đây, tôi lại tiếp tục livestream à? Nếu mà mua thì đây, Tín Trường bảo em sẽ vào sớm với anh Tùng. Tín Trường bảo vào sớm với anh Tùng đấy. Tín Trường rất là uy tín luôn. Em chào anh Lan Văn Nguyên Nguyệt, chào Phạm Văn Tiên, kỳ lâm chào Trung Mạc. Trung Mạc bảo là kỳ lâm một mét thì chưa thấy bao giờ. Một mét bình thường mà, đây là 2m4. Không, 1m4. 1m thì đúng là bình thường ạ. Ok, Chính Trương nhá. Đây, em quay xuống cho cả nhà một chút nữa, một lần nữa. Đây ạ, cái lô Bảo Duy và em với em Tráng giao dịch với cả bạn Tùng Hói là cái lô Bảo Duy 13 chậu đây. Em xuống cả nhà nhá. Và mai em sẽ đưa về Bắc. Dạ. Kinh tôi anh ạ. 13 chậu Bảo Duy và một cây kinh Bắc ạ. 14. Đây là kỷ niệm một chậu. Đây cả nhà nhá. Đây là toàn bộ cái lô Bảo Duy của em và em Tráng. Đây. Cho tiếng bé của em. Đây. Đây là của em nhá. Em đây ạ. Cả nhà đây ạ. Đây. Bảo Duy Trần Tráng này. Đấy, đã giao dịch rồi. Đúng không? Đây cả nhà nhá. Và hôm nay là anh em vào để nhận cây cả nhà nhé. Đây đấy cả nhà này, chăm rất đẹp cả nhà ơi. Em chào 133 anh chị em ạ. Hello Minh Đức. Đây là cây lô Bảo Duy đấy ạ. Đấy nhá cả nhà nhá, tên cả nhà nhá, Trần Tráng này. Hai anh em vào đây để mang cây về. Chào anh trai Dương Ngọc Hà. Đó cả nhà nhá, đây 13 chậu, 14 chậu. Mua 13 tặng 1. Đẹp quá, đẹp. Đây, cái này. Cái này về là làm không, cái này nó đi rồi, nó tự đi rồi. Mọi thứ cái này ok hết rồi. Thực ra anh phải nói với em là đây, đến giờ này thì toàn bộ lô này đã thắt gọn. Thắt gọn hết rồi. Thắt hết cả nhà nhá. Đây, cả nhà ơi, em cả nhà. Đây Tráng ơi. Thắt hết rồi. Em nhìn từ đây đến đây nếu đi nó phải mở. Thôi, mang về luôn. Ok cả nhà ơi. Đây ạ, mai em sẽ đưa cái lô Bảo Duy của em với em Tráng nhé. Khoảng 8 mét Bảo Duy cộng với cả một chậu kinh Bắc là bọn em sẽ đưa về Bắc cả nhà. Em chào 125 anh chị em. Đây, kinh Bắc đây đúng không? Đẹp lắm cả nhà ạ. Trăm cây quá ok luôn. Em chào 130 anh chị em. Em chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là nhiều niềm vui, cũng như là chúc cho anh chị em yêu lan nhà mình luôn có một sức khỏe tốt và một cái tinh thần. Đây ạ, cu cả nhà ơi. Cu đây. Cu. Cu cả nhà ơi. Cu nhé cả nhà. Đẹp quá anh ơi. Chỗ này anh. Quá đẹp anh ơi. Anh ơi, cái loại này đi còn dài lắm anh ạ. Ngọn này mà anh.
Anh ra đây. Con này mà. Dạ. Dạ. Anh lấy cái này với cái này. Tách á? Không, để nguyên, để nguyên. Để nguyên, nhưng mà của anh cái này với cái này. Là cái nhánh này. Có mình tách cái này, à có cái này mình chia của mình đây. Ok. Đây, cái này, cái này. Mình hai cái này. Mình của họ là cái này. Không, không, không. Mình cái này, mình chào cái bác này. Mê Lan Phượng Hùng. Không, nhưng mà mở okay. Ngọn này đi khỏe lắm. Mới phun đấy à? Mới phun khi phun Anchaco với cả Styler. Anchaco là để làm gì? Để trong bệnh. Thối bùng bệnh một tháng một lần anh à. Nếu anh có thời gian anh phun một tháng một lần. Chào chú. Hello ơi. Con dài nhá. Uống bia. Cháu ơi. Bia. Rồi ok. Rồi mọi người đang uống bia nhá. Yên tâm. Đó, bây giờ này. Chào Phạm Hoàng. Con chào bác Huy. Bác chào con. Dạ. Ok, bác khỏe. Cảm ơn con nha. Bữa nào ra Hà Nội chơi bác nha. Chào Phạm Công. Chào Mê Lan Phượng Hùng. Em chào cả nhà mình ạ. Đấy, cả nhà mình ạ. Quá đẹp cả nhà ơi. Trăm okay, cây. Ok, rồi, vậy nhá. Ba đang làm việc. Ơi. Cái gì anh? Ok, nhé, bye bye nhé. Ở đâu ra 15 mắt? Cùng hai cái này và 15 mắt. Đâu, ý là 15 mắt kia. Anh có 15 mắt. Cái này á, bây giờ rồi. một phương án là anh sẽ tách thì em sẽ tách cho anh một phát, một là ra thằng này, tại vì thằng này để thằng này. Thằng này đang còn một mắt gốc. Thằng này đương nhiên là còn hai rồi. Một là mình tách ra chậu khác. Hai là không, cái này. Để nguyên. Tại vì này nè, mà em chăm từ nay tới Tết thì nó khoảng gì. Nhưng mà nếu tách sẽ bị chuột mất một năm. Đương nhiên. Cái chậu này mà tách ra nhá, nếu mà tung ra cả chậu này sẽ bị mất năm. Không, để nguyên, để nguyên, để nguyên. Cái lúc mà buộc chín lá thì chào Trịnh Văn Hùng. Chào Nguyễn Kim Ánh. 100% là thắt. Nhưng mà anh thấy không? Nó đi thôi. Không, nhưng nó không thắt, nhưng phải nói rằng ở trong này bạn chăm ấy, cái thân to thật sự. Đây là nó còn chưa thắt nhá. Đây, nó chưa thắt nhá. Chứ còn bác nó chỉ thế này thôi, thắt nó thế này thôi. Nhưng mà phải nói là chứng tỏ là cu vẫn là rất to. Đây này, bạn, ngày trước người ta chăm đây. Chính xác. Cái này tay tách là cái khô của khô á, tách rồi nhá. Đó, cái này là người ta chăm đấy em. Đấy là anh chăm cái khác. Hoàn toàn. Cái này, hai cái mà cắt ra được đây này. Hai cái cắt ưu đấy, được 45 mắt đấy. Đẹp, chăm đẹp quá bạn ạ. Phê quá. Cái này phê. Phê. Còn nào cũng phê cả. Con nào chả đen. Ôi trời ơi. Đây, yêu nhau đấy, cả nhà yêu nhau đấy cả nhà. Tách là chột. Ok, Dương Ngọc Ánh, tách là chột. Em trước em phải ra khung giờ. Mà bây giờ mỗi kim lên như này, xong hơn một kim anh con này. Thì một kim em ăn đứt 10 kim anh. Không, chuẩn mà. Bây giờ mình phải nói nhau mình đêm lá thôi. Đây cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi. Trời ơi cả nhà ơi. Thử đêm lá nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Cắt tới đây. Đúng rồi. Cắt là 30 mắt. Là để lại 6 lá. Là để lại 6 lá là bằng cái của anh. Còn lại thế được thêm 30 mắt. Bây giờ bán vui. Bán vui. 30 mắt làm 30 triệu. Bán vui mà. Đã bảo bán vui. Giờ, nhưng mà nếu mà nuôi một cái này 5 xe mà bán nó sẽ là 30 triệu. Đấy. Một, mình đang nói một ở đây mắt hả? Này bây giờ tôi bán là 4 triệu rưỡi được bạn ạ. À. Đang nói vui là 1 triệu một mắt thôi. Đúng không? Này, khi này cờ đỏ nó trước hôm trước anh em báo anh em 39 triệu bây giờ chi cờ đỏ này là 79. Này. Em chào tất cả anh chị em Yêu Lan nhà mình ạ. Em xin phép xuống live để giao dịch với cả bạn Nguyễn Thanh Tùng cũng như nói chuyện với tất cả anh em. Anh thôi nha. Một lần nữa thì chúc cả nhà mình luôn luôn có một sức khỏe như là một cái tinh thần tốt để anh em mình tiếp tục chiến đấu cả nhà nhá. Em ở đây. Ok độ trí. Anh chào cả nhà đi. Chào cả nhà nha. Đây tôi ngồi. Quý chào cả nhà. Chào cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye. Chào cả nhà. Ông chủ vườn đây. Thằng đầu hói đẹp trai dễ thương chào cả nhà cái để tôi xuống lại cái. Chào cả nhà.